Vâng, Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Di Minh nha. Thì hiện tại giờ Di Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị ơi. Còn nơi đây là một cái con đường nghệ sĩ được đi vào đài Hóa Thăng, Hoàng Vũ cũng như là lò thiêu của là Hoa Viên Nghệ Trang Bình Dương. Thì từ cái con đường này thì bà con cô bác đi ngang qua đây sẽ bắt gặp được là những cái hình ảnh nó rất là quen thuộc quý cô chú chị, đó là hai chú lăng. Từ hai chú lăng này thì bà con cô bác có thể là hình dung ra đây là cái nơi an nghỉ của là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Đó, đây hai chú lăng quen thuộc ngày nào. Đó, còn đây là những cái cây mà hoa giấy nha, qua mùa xuân thì đã chơi chọi quý anh chị. Còn đây là cây mai, đây là cái con chồn chồn quý chú anh chị ơi. Thì Di Minh hôm nay đi vô cũng trình với chú và Vũ Linh cũng như các chư vị ở đây để là cho Di Minh ngày mai sẽ đi chùa quý cô chú chị và chia sẻ một cái tin rất là đặc biệt quý cô chú chị và chấn động, đó là cái vụ và một cái ông già 50 mấy tuổi hấp diêm một bé gái 5 tuổi. Thì cơ quan chức năng thì cũng đang vào cuộc, nhưng mà thấy bên gia đình đang kêu oan, nhưng mà gia đình thì nằm trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. 5 đứa con Tết này thì không có được về quê, nhưng mà trước Tết đã có liên hệ với Di Minh, nhờ Di Minh ra chia sẻ quý anh chị, kêu gọi về cái kêu oan mà chưa có ai giải quyết được cái vụ việc. Thì Di Minh sẽ đi ra ngoài đó chia sẻ cho bà con cô bác xem cái tình hình ở như thế nào, và sẽ đi chùa quay cảnh chùa cho bà con cô bác xem xong rồi sẽ đến nơi đó và coi cái hoàn cảnh của thực tế của chị như thế nào để là hỗ trợ chị việc cái gì được cái nấy ha quý anh chị, được cái gì thì mình đỡ. Tại vì thấy hoàn cảnh của chị, có gỡ hình ảnh video cho Di Minh rồi, thấy chị cũng rất là khổ mà mang 5 đứa con quê thì ở An Giang quý cô chú anh chị, mà bị ông già ổng lợi dụng khi mà không có ai quan sát, thì ông đã lợi dụng đã hấp diêm bé gái 5 tuổi quý cô chú anh chị. Thì ngày mai Di Minh sẽ đi ra đó và cũng xin hôm nay chiều nay trình giữ chú để là với các chư vị đây nghe quý cô chú anh chị. Thì mời bà con cô bác vào bên trong đây, anh em cũng đang tập trung buổi chiều nay để là lau dọn mộ nghe quý cô chú anh chị. Còn đây là những cái hình ảnh mà những cái chú bóm hồi trưa quý cô chú anh chị, Di Minh nghe đi ngang đây mà Di Minh nghe có cát đó. Thì nhìn vô đây quý cô chú anh chị, thì một cái con bóm nó bị mắc kẹt ở dưới cái cỏ quý cô chú anh chị. Nó quay mà nó bị vướng cỏ, nó kêu có cát mình thấy cười lắm. Bóm bay cỏ bay, con bóm này nè nó bị mắc kẹt đây quý cô chú anh chị, nó kêu có cát ơi. Sao bây giờ có cây dựng luôn, ra lấy cây của anh ngoài xe đó, ngoài xe đó dỡ lên trong cốp xe á. Đừng quay vô cái cốp xe nha, có ấy trong trọng đó, đừng quay vô. Đó, bên trong đây thì Di Minh mời bà con cô bác theo dõi. Giờ xung quanh thì cũng còn có mấy anh em thôi quý cô chú chị ơi. Thì mỗi người một cái nhiệm vụ mình lau dọn trước khi mình ra về ha quý cô chú anh chị. Đây thì thường thường thì Di Minh đặt ở đây để là lau dọn xong rồi sẽ cúng thắp hương. Không dữ vậy. Không phải của mình
không phải của mình có tình dành cũng chẳng được đâu. Những gia viên thất từ giúp bao người thấu hiểu lòng tham, tình anh em máu thịt mà giờ đây bỏ nhau sao đành. Đồng tiền vô nghĩa là mờ đi lý trí anh em. Chưa đến nào cho này cũng mình có đau buồn cũng vậy thôi. Bản quyền anh ấy ơi, bản quyền anh ơi, bản quyền hình ảnh, bản quyền gì lời lời đó lời mà. Mốt tới ngày đi tiêu bằng lái xe cậu ủng hộ cho con đậu bằng lái xe hai bánh cậu rồi. Chừng nào là thấy em? Trong vòng tháng 3 mà chưa biết ngày nào. Tháng 3 là em thi bằng lái ha. Tháng 3 Tây mình làm càng tới còn mấy ngày nữa tháng 3 rồi. Rồi tháng 3 thì sắp tới rồi, bây giờ phải luyện nha. Bây giờ phải luyện ngủ âm chân kinh. Đừng có luyện chút, ngủ là mệt lắm. Thực ra nói là học tài khi phạm. À, em thì đó Huy đó, cầm cái cuốn á, thầy phát cho cái cuốn về cái xích dẫu xích cái ngủ. Tài khi dạo đi bằng lái cầm cái điện thoại tải phần mềm về là nhanh nhất. Hỏi cho con tới ngày mà đi bằng lái xe hai bánh đậu ngộ gần gốc nè bà con. Còn về con mua đồ vô trả lễ cho cậu. Trả lễ cậu bằng lái xe hai bánh là con về mua đồ về trả lễ cậu liền. Xong rồi chuẩn bị thi bằng lái bốn bánh luôn. Mà con bánh nó tính sao đi. Chờ tính hai bánh trước đi. Hai bánh trước thì tính sao đây. Cái đó khó quá. Khó quá mình bỏ qua. Anh Minh có bằng lái máy bay chưa? Có. Ổm đi Sài Gòn tạo mấy cái rồi đó. Máy bay. Anh không lái xe tăng. Lái xe tăng á. Có một lái máy bay mà lái giả. Cái căn này nước dữ người ta. Dắt. Nước. Con nước này nước không? Vô. Đây thì mấy anh em Lào chúng ra rồi chúng mấy anh em mình bên hay xong ha. Nhanh quá. Buồn thương chiếc áo năm nào ước đôi bờ dài. Chị ba chân đứng trong hoài người đàn em. Trầm trần xa xa nghe đồn chị về đầu làng. Lòng buồn mến mang lây theo dòng lây gây. Thôi làm hơi con cá cho em đi. Giờ làm dòng tố làm chi cứ chim đau lòng. Anh làm hơi con cá không? Ngày xưa anh em mình làm thơ gốc khán giả cười quá cười luôn. Thầy con cóc, con ếch, con nhái gì. Rồi bây giờ mình thắp hương. Thắp hương ha. Để mình thắp hương cái quý cô chú anh chị ơi. Và chia sẻ tiếp cho bà con cô bác về cái câu chuyện mà Di Minh chuẩn bị để là chia sẻ cho bà con cô bác ha. Không phải của mình có tình dành chẳng được đâu. Những gia viên có tư từ bây giờ mình lại mang thay bao nhiêu tình anh em mà giờ đây bỏ đồng tiền vô hả? Em cuốn đâu chạy không nhìn chuyện cho tao. Nam mô. Nam mô A Di Đà. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2024. Con giấc hình mà con tên 36 tuổi của kênh YouTube Di Minh Vlog. Hôm nay vương trình với các vị ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai di tịch hàng hoàng bộ cảnh trong phòng khó tại nghĩa trang của Di Minh Dương, cũng như chúc mộ ngày sự vô thú Di Minh có
thông tin thật giỏi văn ngoan, có phong danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, còn mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, cũng sợ 66 tuổi. Hôm nay mình xin chúc vui cho tất cả bà con cô bác đang xa con nhà mình biết. Từ lắm đến những người nhớ cái này, chú thì lại không gì mình thích làm. Chú ngủ lắm. Chị Tiên, nát mà dụng hết á. Cái mình đem về chị mở cái bịch nhỏ, mở cái bịch làm cho tốt. Bỏ cái đá đó. Uống hết, về nó xuống nó nổi. Đây có cái này nè. Vậy là xin tóm tắt đây, mai đem vô mấy anh em ăn quá quý rồi. Vô ngẩn bịch rồi. Chưa nắng, có tinh tố tắt rồi, thôi nó ngon á. Đi ra trước, đi tư. Ừ, ai mà đầu tư luôn cái tấm đó vậy? Ngạo phát ngạo. Anh lấy xuống, cánh gì mình tìm vô. Đó. Thì à, mình cũng cùng với anh em mà lao dọn một xong rồi quý cô chú anh chị. Vì mình sẽ chia sẻ là cái những cái chú rồng mà ngày xưa xưa hơn chữ xưa là mới đây quý cô chú anh chị là gần năm nay những chú rồng thật là kỷ niệm với Duy Minh cũng như là kỷ niệm với tất cả các anh em ở đây quý cô chú anh chị, hay những cái món đồ của những vị khán giả nói chung và chị Hồng Ngọc nói riêng. Quý cô chú anh chị, đây là và chị Gina Nguyễn ha, ở ngoài kia đó. Đây là những cái mà Duy Minh ngày xưa khi mà phải đưa những cặp rồng này đi lên á, vô trong đây được á, không phải là chuyện đơn giản quý chú anh chị đó. Nhưng mà ở đây mình đưa vô đây được hay không á là cũng nhờ các ông ở đây, các chư vị ở đây cũng độ quý chú vị mình mới đưa vô được, chứ bình thường đưa vô không được quý anh chị. Lúc mà Duy Minh nói về cặp rồng này á, Duy Minh kể cho bà con cô bác nghe một cái câu chuyện. Nhiều khái mình nhiều khi mình nghĩ rằng mình nó có cái điều gì nó liên quan đến tâm linh đó quý cô chú vậy. Khi mà cái lúc mà mình xin cái cặp rồng này vô á, mình đưa cái hình này là bên ban giám đốc khoa viên là người ta từ chối liền quý cô chú vậy. Người ta từ chối liền, người ta nói không đưa vô được liền luôn á, chứ không có nói mà mình giải thích một cái điều gì luôn á. Không có cho giải thích luôn hả? Không giải thích luôn. Mà tự nhiên đùng cái cái em cho vào. Nó mình không hiểu luôn. Nhiều khi mình đưa vô mà mình còn không hiểu luôn quý cô chú vậy. Nó có ở đây là có một cái sự gì đó, một cái thế lực tâm linh gì đó quý chú vậy. Mấy ổng say chuyển sao á, cho vô có sao quý chú vậy. Giống như cặp lăng cũng gì đó, cặp lăng cũng quý chú vậy. Vì mình cũng đưa vào mà tự nhiên đồng cái chưa có chuẩn bị đưa vào gì hết á, cái chị Hồng Ngọc chị điện gọi điện cái quý chú vậy. Thì Duy Minh chưa có đăng clip, hai clip quay vô. Ngày xưa thì Duy Minh vô rất là sớm, 5 giờ là có mặt trong đây rồi, quay hai clip buổi sáng chưa kịp đăng. Chị đùng cái chị điện cho cái anh mà cái anh là shipper á quý cô chú vậy, hay mà giao đồ cho chị đó. Thì chị đi ổng đi băng vô đây, ổng kêu Duy Minh đảo ra, nói kia đưa cặp lan vô, bên bảo vệ không cho vào. Thì mình nói chung là cái này nó tự nhiên quý cô chú vậy, mình chưa có kịp chuẩn bị hay là xin gì hết trơn á, là chị điện tới. Thì Duy Minh nói ủa tới hả, sao bữa nay đưa vô sớm hả. Thì đi ra quấy đưa vô, đi qua bên đó mình xin, mà trong lúc đó là có mà chủ tịch nước xuống đây để là viếng ha viên nghĩa trang Bình Dương. Thì là bên ban quản lý với là giám đốc khoa viên rất là bạn luôn. Thì mình liều mình đi qua đó mình xin tiếng mình nhớ là gì, mình nhớ là lúc đó là anh Tường anh đang làm bên ban giám đốc, chỉ đạo ảnh làm cái gì đó ở bên cái cầu bên trước ở trước văn phòng đó quý cô chú vậy. Thì mình vô mình xin cái anh mình đưa cái hình cho anh nói anh không chịu, kiểu như anh muốn không đồng ý quý cô chú vậy. Nó bự quá không được. Thì đồng cái tự nhiên cái chú kế bên chú làm gì cũng lớn lắm,
đó. À, chị chú là đi hay đi chung với là chỉ đạo của là bác Thiền đó, hay là hay chỉ chú đó, cho chú đó để việc chỉ đạo là cho mấy lính làm đó. Thì chú nói ồ cái này đi được, vô được, cho vào đi, thì cho vào với chú chị. Nó thật là bất ngờ, nhiều cái mà cái đó thường thường á mình phải lên làm giấy mà trước xin trước đàng hoàng, thì tự nhiên á mình chưa làm giấy nhưng mà lại cho vào trước với chú chị, không hiểu luôn. Nhiều cái nó nó rất là bất chợt quý chú chị, mình cũng không hiểu. Chắc là mấy ông ở đây độ xây chuyển sao á, mấy ông cho vô á, chứ thường thường bình thường á mình xin vô không được, mà tự nhiên đùng cái tới cái tự nhiên cho vô được quý chú chị. Đây là một cái điều là như mình rất là phải nói là nghĩ rằng có một cái sự hỗ trợ gì của các chư vị ở đây đó cho vào, đó là để cho đủ tứ linh. Có nhiều cái là mình chia sẻ mà có một cái về cái tâm linh đó, nhưng mà sợ nhiều khi bà con cô bác không hiểu. Có một số kênh đó, người ta hay kích động á, người ta nói mình dẫn dắt tâm linh này kia đồ á, nhưng mà là chắc bà con cô bác biết rồi, nhiều khán giả người ta cũng đến đây người ta nói lắm á, người ta cũng hay nói là chú hay chú linh lắm, sinh được nhiều lần rồi, gian gái được nhiều lần, rồi đến trả lợi cũng nhiều lần luôn quý cô chú chị. Có khán giả là đến là 8-9 lần luôn, xin được một cái gì đó mà người ta không có chia sẻ. Đó là khán giả đến đây chia sẻ luôn đó quý cô chú chị. Còn mình thì nhiều khi mình làm YouTube rồi người ta nói mình nói sợ người ta mình cố tình dẫn dắt dư luận này kia rồi. Đó, đến khi mà khán giả người ta đến đây ta chia sẻ rồi là bà con cô bác nó mới tin được. Mà có nhiều khán giả đến đây chia sẻ rồi quý cô chú anh chị. Đó. Cái nào mình tin phải có nha. Đó. Bây giờ thì Dư Vinh mời bà con cô bác sẽ chuẩn bị thắp hương và mình sẽ chia sẻ về một cái nhân vật mà Dư Minh sắp đi đến cái nơi đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16. 18, 20, 22, 23. Đó. Thì trước khi đi là Dư Minh cũng có nói với mấy anh em đó. Để một số anh em ở đây thì người ta cũng còn ở lại đây, người ta chăm sóc mộ cho chú. Mình thì xin phép đi vài bữa, nhiều khi một hai bữa là nói chung là cũng hên xui quý cô chú chị. Mình vẫn tới lui ở đây, mình chia sẻ cho bà con cô bác mộ của chú ha, mình không có đi luôn. Đây giờ cái nơi đây là cái nơi là cái của mình. Mình đốt xong rồi mình sẽ vừa thắp hương xung quanh rồi mình sẽ tâm sự chia sẻ một cái câu chuyện. Mình sẽ cố gắng để là hoàn tất, để là giúp đỡ một cái hoàn cảnh mà Di Minh đã hứa hẹn với mà cái hoàn cảnh của chị này, gia đình của chị. Có một đứa con đó, đứa con bị người ta nam mô hay gì hấp diêm quý chú anh chị. Bé gái chỉ mới có 5 tuổi thôi, rất là tội luôn quý cô chú anh chị. Chỉ mới 5 tuổi thôi mà gia đình của cái chị này á là rất là nghèo khó đó, đi hái bông lục bình ăn đó, ở ngoài Đồng Nai. Và chồng của chị á là đi làm nam mô A Di Phật, người ta muốn làm cho cá ăn quý cô chú anh chị. Nó một ngày cũng là 200 mấy á, 200 mấy. Mà gia đình bà con cô bác biết rồi, nam mô A Di Đà Phật. Gia đình mà 5 đứa con, một người vợ là 6 người, với người chồng nữa là 7 người, một ngày 200 mấy.
Nam mô A Di Đà Phật. Thu nhập chính là dựa trên cái người trồng, làm sao mà đủ được quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái cuộc sống thì rất là nghèo khó mà cháu lại bị một cái ông già này, ổng phải nói là thiệt. Mình nghe tới cái mà rùng rợn luôn quý cô chú vị. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết cái sự thật nó như thế nào thì Duy Minh sẽ ngày mai đi ra đó, ra chùa, đi ra chùa Văn Long và sẽ ghé ở đó chia sẻ cho bà con cô bác tìm hiểu về cái sự thật và sẽ chia sẻ để nhờ bà con cô bác cộng đồng Nam mô A Di Đà Phật lấy sợ lại cái sự công bằng cho em ha, cho bé gái, để lực pháp vào cuộc sớm để điều tra, bên cơ quan người ta vô cuộc sớm để điều tra với quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ tựa biển đông. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy có nguồn cháu chưa quên. Những câu thơ rất là hay và ý nghĩa luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là mộ của là đạo diễn Lê Văn và cô Hồng Thanh nè. Còn đây là mộ của chú Thanh Sang. Nam mô A Di Đà Phật. Chút xíu mình sẽ đạo lời mình nè, đốt thuốc. Tại vì thuốc cái cô Hoa, Nam mô A Di Đà Phật, gửi cho mình thắp thuốc giùm mỗi ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc đời này phải nói bây giờ Nam mô A Di Đà Phật, nó rất là nhiều cái câu chuyện lạ quý cô chú chị. Vì mình cũng mới đọc một cái thông tin ở trên mạng, ở đâu, ở cái lại. Ủa sớm một cái thông tin là giục con bé xuống sông là ở đâu em? Ở Cái Lậy đúng không? Nam mô. Quyện Cái Bè đó, tỉnh Tiền Giang phải không ta? Quyện Cái Bè hình như ở Tiền Giang á, Cái Bè Cái Lậy hết ta. Cái Bè là nhớ ở Tiền Giang á. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Bây giờ cái có nhiều cái nó ngộ nghĩnh nó muốn cô chú anh chị. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó một bé 3 tuổi bị cái anh này ảnh không biết ảnh khùng ảnh điên gì không biết nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Anh tự nhiên cái anh lỡ nó ổng dục nhỏ xong. Ha ha tiên. Bé trai bé gái quên rồi. Bé trai 3 tuổi ha. Có nhiều cái chuyện nó ngộ quá ta. Không có chú chị. Bé trai 3 tuổi. Nhiều cái trên đời nó ngộ nghĩnh quý cô chú chị. Nhiều cái câu chuyện đó, nó thật là bắt công nó sao đó. Ông này ổng không biết ổng có ngáo đá không, bây giờ hiện giờ cơ quan ta đang bắt giữ lại. Nam mô A Di Đà Phật. Ta nhốt quý cô chú chị, nhốt lại để điều tra. Tự nhiên cái hông nhỏ đang chơi lỡ ẩm nhỏ thảy xong quý cô chú chị. Thấy vừa tội không? Nam mô A Di Đà Phật. Không biết cái ông nội này, không biết ông có ngáo đá không biết nữa. Giờ hiện là bên cơ quan người ta điều tra đó. Cuộc đời này sao mà nó ngộ quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều cái chuyện mà phải nói là mình nghe tới những cái câu chuyện phải nói là mình không thể nào mà tin luôn á. Trong khi anh thảy xuống á, thì có một chàng thanh niên thấy chạy theo. Quý cô chú gì chạy theo nhảy xuống vớt. Là hiện tại giờ đang ở trong nằm trong bệnh viện là hên là không sao. Quý cô chú anh chị đang cấp cứu. Anh mô gì vậy? Đó, cái anh này có thể là đưa vào cái tội là phải là cái tội nặng luôn đó quý cô chú anh chị. Nếu mà đặt giả sử như không có cái anh thanh niên đó mà anh phát hiện á, anh chạy theo á thì là đứa bé không còn nữa quý cô chú anh chị. Đó. Cho nên là phải nói là câu chuyện này là hơi gây gắt á. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều câu chuyện nó kỳ cục lắm quý chú vị. Cái cuộc đời này thờ thượng quân tích đức, nó sẽ có nhiều cái câu chuyện rất là lạ luôn. Ô bồ câu bay
bồ câu đậu trên 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 cái cây dù mẫu của chú bay rồi. Ít gì lâu mới thấy bồ câu gì đây nha. Bay rồi đó. Bay đó anh, bay qua anh chi đậu rồi đó. Dạ. Bồ câu. Mới bay cái gì cái đạp đó. Quay qua không kịp luôn. Ừ. Ồ khán giả buổi chiều này đến nữa ha. Hello em gái. Hello chị. Nước không nghe chị. Em gái. Trời quay xấu không ơi, quay xấu yeah. Không rồi, không ai gặp nữa. Ủa hôm qua có đến đây hả? Không, tại vì em quay ở đây em quay thì sớm giờ đừng em đi đốt thuốc cho chú. Bây giờ mình đốt thuốc nha. Vậy bịch khẩu trang sao thấy chị? Hôm qua trốn ổng rồi đó. Anh chị là mình ở gần qua đây ha. Ở gần. Dạ. Làm công ty nè, làm công ty cây sơn. Công ty gì anh? Công ty cây sơn. Cây sơn hả? Ờ. Cây sơn là chị làm cái gì ta? Làm gỗ. Là mình vừa làm xong là chạy ở đây luôn hả? Đó có bữa hôm mới làm. Nghỉ Tết lúc 24 Tết tới giờ đó. 24 Tết là tới nay luôn. À, tới bữa nay đó là mơ mới làm. Vậy? À, đó là Tết lớn mà. Nhà mơ mới làm. Nhà mơ bắt đầu hành trình là vô làm á. Ủa tôi nghĩ lâu dữ rồi anh. Mấy ngày mình về quê hay sao? Mấy ngày về quê mới lên. Mới lên. Dạ. Mới lên hôm qua. Dùng thuốc ha. Cái gì vậy? Cái ông nội nịnh đi hả? Ừ. Trời ơi nhìn nè. Ngáo đá ném bé trai xuống sông hả? Ném ném bé trai xuống sông. Cái trai là 3 tuổi rồi chết rồi. Không. Ông nội nhìn đây nè. Đó ở đâu à? Hả? Đó ở đâu à? À đó coi. Rồi nè quý cô chú chị. Sao hả anh Minh nói là không có đốt thuốc của chú rồi sao nay đốt được 3 điếu luôn trời. Bị mà em không gài em nghe không nghe nói hả? Đốt lắm mà. Cô Hoa nhờ đốt giùm. Cô Hoa là cô nào vậy? Cúng một nguyên cây thuốc đó. Qua đây không nghe hả? Tại vì hả mình nói anh cài thuốc rồi chú mà. Đã mỗi lần anh đốt anh nói cụ Hoa nhờ đốt giùm cho cô. Đó. Đúng. Nắng quá làng chịu hết nổi rồi nè. Thì nó mau quên thiệt không nè, mới nói hồi sáng hết nè. Ơi. Vậy là hôm qua là chị kia ghé ha chị này ta. Ủa chị qua hả? Qua chị ghé rồi. Bữa nay là chị dẫn thêm hai khán giả đến đó đúng không? Chị giờ lắm nữa. À chị. Mà ông anh mà chị không biết đường. Không biết chỗ. Có qua ghé chút xíu à. Gì hả? Chiếc chiếc ra liền. Nhưng mà hôm qua là không có quay nè, bữa nay mới được quay. Qua có quay nữa. Không. Qua có quay mà. Qua có cái anh nọ nói chưa gì hết đi không chưa quay mà. Gì hả? Xe, anh Tứ hồi anh canh nó gỉ xuống dưới anh. Sao? Sao? Không có quay đâu không quay. Chưa kịp. Vậy là bữa nay ráng quay đi anh. Chị tháo khẩu trang đi chị. Thôi lên. Xấu lắm. Xấu đâu xấu, dễ thương mà đó gái mà xấu gì. Em tốt lại nữa. Xấu cái gì xấu nhưng mà lòng đừng xấu là được rồi chị. Đúng không anh? Xấu gì lòng đừng có xấu là được. Cái lòng mình ở ăn thua là cái con người mình ở cái tấm lòng thôi. Chỉ có phụ nữ không có đẹp thôi. Thôi chị nói gì ngại thôi đi, mình cũng không có quay nhiều quá. Thì giờ video đến đây thì mình cũng rất là cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Duy Minh. Chúc bà con cô bác năm mới dồi dào sức khỏe ha. Làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an, tấn thật là nhiều vàng vô nhà để bà con cô bác có cái đồng tiền ngăn để là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ha. Giờ thì Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video sáng mai ở chùa Văn Long ha quý cô chú anh chị.